Con xin chào tất cả các bác nhé. Đây là con CD tích hợp giải mã DAC. Đây là đối tượng mà đối tác của những anh em và cùng các bác đang cần một con CD để nghe CD chuyên nghiệp và có thể lâu lâu rảnh rỗi và yêu thích những ca khúc hoặc là video YouTube, một video liên khúc hay là video của một ca sĩ nào đấy. Thì các bác thích nghe một chất âm từ YouTube hay là nhạc mạng thì đôi lúc thì chúng ta cũng giải trí bằng cách là nghe nhạc mạng, thì các bác có thể sử dụng cổng optical, cổng giải mã rời bên trong con CD này. Những em này rất là nổi tiếng của Đền Đông, loa dòng series S10, giá là 13.500.000, còn khí và catalog cho các bác nha, 13.500.000. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, là còn lại 13.300.000 bao ship. Trước tiên thì em sẽ mời các bác đăng ký kênh và em sẽ quay chi tiết con này, rồi sẽ đưa lên con ba răng kia và test hoạt động của máy để các bác cùng xem. Máy em tuyển về rất là mới cho các bác nha. Máy sở hữu mạch vàng gold, thiết kế high end của hãng Đền Đông. Đây các bác thể thấy đồ đẹp của nó nha. Mạch vàng, đây là phía chân nóc, đây là khiển và catalog thôi, cái này thì mình bỏ qua. Đây, đây các bác cùng xem nha. Đây, rất mới nha. Điện áp 100V nha các bác. Cổng giải mã là cổng optical, có nghĩa là cổng dây quang. Các bác có thể gắn vào TV, phía sau TV hiện đại bây giờ đều có cổng quang để chúng ta sử dụng tín hiệu quang để tích hợp giải mã DAC trong rời bên trong con CD này. Đây là cổng quang nha các bác. Đây, cổng quang input hoặc là cổng coaxial. Em này trang bị là hai đường vào. Đấy, vàng khè luôn nha các bác, hai đường vào. Xin lỗi các bác, hai đường ra, có nghĩa là hai dùng cho hai thiết bị. Đường trên này chúng ta sẽ sử dụng là đường ra maximum và đường một đường là sử dụng tăng volume, giảm to nhỏ. Điện 100V. Dây nguồn và độ mới của sản phẩm. Rồi, sau đây em sẽ test các bác cùng xem hoạt động của em luôn nha. Và đây là bên trong của những con CD high end. Đời cao đời high end, đời cao cấp của Đền Đông thì nó đều trang bị là cái khung sườn mạ đồng hết nha các bác. Những con này về là con nào nó cũng mới tinh như thế này, tại vì nó là dòng đời mới high end, trang bị rất là nhiều công nghệ cũng như là tích hợp giải mã DAC. Đây là phần nguồn, nó sử dụng hai nguồn này. Em quay đây để các bác để thấy biết được bên trong của con CD nó sẽ bao như thế nào thôi, chứ còn con nào về thì nó cũng rất là mới. Tại vì sao những dòng CD nó khác với âm ly, nó không có cái gọi là mình, nó trang bị cái phía trên là thoát hơi, nó kín mít luôn nên là không có bụi nào lọt vào đây hết, nên là nó sẽ mới, rất là mới. CD nào cũng vậy nha các bác. Đây là bốn con giải mã cho hai vé, nó chạy chip giải mã là BCM1702, hai con cho mỗi vé. Sau đây em bỏ đĩa vào cùng test cho các bác cùng nghe chất âm và hoạt động của nó luôn nha. Sử dụng điện 100V nha các bác. Sẽ chuyển qua cổng tuner. Đĩa trúc thanh trúc. Bác nào yêu thích con CD hoặc và những sản phẩm bên em, các bác cứ liên hệ cho em trực tiếp qua hai số điện thoại ấy và đăng ký kênh để luôn được cập nhật và theo dõi những sản phẩm về, hàng về, tiện lựa để phục vụ các bác nha. Hay là chọn cổng này bác, chọn cổng là chọn cổng coaxial này, nó sẽ nhắn đỏ này, chọn cổng optical này là cổng quang này, bấm vào CD nó sẽ chạy. Còn đây là cái volume, không dùng mà volume te thì chúng ta vô dùng volume trên remote nha. Nếu muốn dùng cổng này chúng ta phải kém cái cổng phía dưới, phía sau. Máy đều rất là tốt nha. Rồi, ok, thì các bác nào có nhu cầu về con CD S10 kim giải mã DAC còn nguyên phụ kiện thì các bác liên hệ cho em Chiến nha. Giá 13.500.000, chuyển khoản đổ bớt 200.000.